Sattavittana, chương 8, Bất yếu duyên trợ, Vichaya Sangaha, bài 70, phần 2, định lý y tương sinh. Vichasambhadanayu. Tiếp theo, do Hòa Thượng Tuệ Siêu biên soạn giảng giải. Bắt đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đành lệ tâm bảo. Chúng con xin thành kính cung thịnh Hòa Thượng Chắc Đẳng. Từ bi đọc kinh lễ tâm bảo, Nam Mô Phật Thầy Giả. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc triền thể, thế gian giải vô thượng điều được. Thiên nhân sư, Phật Đà, Thế Tôn. Với tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hương thường, trí giả thân chứng. Với tâm định lệ chư tăng thánh đệ tử Thế Tôn. Bậc như chánh hạnh gồm bốn đôi tâm vị, này xứng đáng được tôn trọng, cung đón, cúng dường, chắp tay kính lễ là phước điền vô thượng ở đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ kỳ dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Tập sinh tùy luật được cắt, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh. Giờ sau thứ lần thi chúng con đến trường và thường chắc chắn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay bài 70 chương 8, Tốt yếu duyên trợ, Bất cha giả Sangaha. Phần 2, định lý y tương sinh, Vichasambhadana dường tiếp theo. Về vấn đề nên biết trong y tương sinh. Tương sinh, những điều cần được biết là 12 chi, Angga, ba thời Artha, bốn yếu lược, Sankhepa, 24 thể, Akkhara, ba tục đoan, Santi, ba luân, Bát Tả, và hai căn mù lá, một, 12 chi, Dvadasangani. Ý tương 11 trời, có 11 duyên trợ nhưng vô minh duyên hành, sanh duyên là tử, nhưng cần được biết là có 12 chi, ăn gã, đó là một, vô minh, avicca, hai, hạnh, sankhara, ba, thức, bên nhà nã, bốn danh sắc, năm mắt trù bá, năm lục nhập, sa là giá tân, sáu sức, ba xã, bảy thọ, bê đa nà, tám ái, tăng hà, chín thủ, út pa đà nà, mười hủ, phá vá, mười một sân, cha tí, mười hai, lão tử, cha trà morana, sầu, sokadi, là thứ yếu nên không kể. Hai, ba thời, tái vô attha. Thời đây gọi, đây nói theo thời kiếp sống. Kiếp sống trước gọi là quá khứ, kiếp sống này gọi là thời hiện tại, kiếp sống sau gọi là thời vị lai. Có 12 chi, y tương sinh, vô minh và hành thuộc thời quá khứ, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hủ thuộc thời hiện tại, sanh và lão tử thuộc thời vị lai. Ba, bốn yếu lược, Chatusankhepa. Yếu lược là tóm tắt y tương sinh theo nhân quả ba thời. Một, nhân quá khứ, tức là vô minh và hành.
hai quả hiện tại, tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ; ba, nhân hiện tại, tức là ái, thủ và hữu; bốn, quả vị lai, tức là sanh và lão tử; bốn, 24 thể, chatuvi satakara, thể hay còn gọi là hành tướng của y tương sinh, là tính chất hiện ẩn, hình bóng của nhân quả. Trong bốn yếm lược, nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai, nên biết chi pháp hiện và ẩn trong nhân quả ấy. Vô minh và hành, hiện hiện là nhân quá khứ, tiềm ẩn trong vô minh, và hành là ái, thụ và hữu. Như vậy, nhân quá khứ có 5 hành tướng, hiện có 2 và ẩn có 3. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả hiện tại hiện hiện. Trong 5 quả hiện tại, có tiềm ẩn là sanh và lão tử. Như vậy, quả hiện tại có 7 hành tướng, hiện có 5 và ẩn có 2. Ái, thụ và hữu là nhân hiện tại hiện hiện. Trong 3 nhân hiện tại ấy, có tiềm ẩn là vô minh và hành. Như vậy, nhân hiện tại có 5 hành tướng, hiện có 3 và ẩn có 2. Sanh và lão tử là quả vị lai hiện hiện. Trong 2 quả vị lai ấy, có tiềm thức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Như vậy, quả vị lai có 7 hành tướng, hiện có 2 và ẩn có 5. 5 nhân quá khứ, 7 quả hiện tại, nhân hiện tại và 7 quả vị lai, tổng cộng có 24 hành tướng hay thể. Về vấn đề này, các vị Asale xưa chỉ nói có 20 hành tướng, tức là 5 nhân quá khứ, 2 pháp hiện và 3 pháp ẩn, 5 quả hiện tại, 5 pháp hiện và không kể 2 pháp ẩn, 5 nhân hiện tại, 3 pháp hiện và 2 pháp ẩn, và 5 quả vị lai, không lấy 2 pháp hiện mà chỉ kể 5 pháp ẩn. Các ngài nói, 5 nhân quá khứ là vô minh, hành, ái, thụ và hữu; 5 quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ; 5 nhân hiện tại là ái, thụ, hữu, vô minh và hành; 5 quả vị lai là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. 5 ba tục đoàn, thí sanh thí. Tục đoàn, sanh thí là mối nối giữa nhân và quả trong y tương sinh. Có 3 mối nối. 1, mối nối giữa nhân quá khứ với quả hiện tại, chính là mối hành duyên thức. Sankara Pachaya Huỳnh Nhà Năng. Hành là nhân quá khứ, thức là quả hiện tại. 2, mối nối giữa quả hiện tại với nhân hiện tại, chính là mối thọ duyên ái. Vedana Pachaya Tăng Hà. Thọ là quả hiện tại, ái là nhân hiện tại. 3, mối nối giữa nhân hiện tại với quả vị lai, chính là mối hữu sanh. Pavapachaya Trà Tí. Nghiệp là nhân hiện tại, sanh là quả vị lai. Ở đây cần chú ý mối nối thứ hai, quả hiện tại với nhân hiện tại, tức thọ duyên ái. Tu tập để dừng lại bánh xe luân hồi, hành duyên thức, mối nối giữa nhân quá khứ với quả hiện tại là điều tất nhiên, không sửa chữa được. Hữu duyên sanh, mối nối giữa nhân hiện tại với quả vị lai cũng không chặn đứng được. Nhưng mối nối giữa quả hiện tại với nhân hiện tại thì không phải nhất định. Do thọ duyên ái, một người có tu tập, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, do xúc cảnh phát sanh thọ, người ấy có chánh niệm khi thọ phát sanh rồi
khởi lên trí tuệ thẩm sát, tính chất vô thường, khổ vô ngã. Như vậy, thay vì thọ duyên ái, vì tu tập chuyển thành thọ duyên trí hoặc thọ duyên tính, sự tu tập đối với duyên sinh là thế. 6. Ba luân Ti ni bát tà ni. Luân bát tà là sự xoay vòng. Bánh xe luân hồi có ba đoạn nối nhau thành vòng tròn, gọi đó là ba luân. Một, phiền não luân. Hê lê sa vát tà là chi vô minh, ái thụ. Hai, nghiệp luân. Kham ma vát tà là chi hành và hữu. Ba, quả luân. Vipa kavatta là chi thức, danh sắc, dục nhập, xúc, thọ, sanh và lão tử. Bánh xe luân hồi được phân thành hai chặng: nhân quá khứ, quả hiện tại, và nhân hiện tại, quả vị lai. Chặng đầu, vô minh phiền não luân, duyên hành nghiệp luân, hành nghiệp luân, duyên thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, quả luân. Chặng sau, ái thủ, phiền não luân, duyên hữu, nghiệp luân, hữu, nghiệp luân, duyên sanh và lậu tử, quả luân. Phiền não luân và nghiệp luân là nhân, quả luân là quả của nhân, gọi là luân hồi của chúng sanh, khởi dậy phiền não, thúc đẩy tạo nghiệp đến quả, rồi quả luân hồi tiếp tục tái khởi phiền não luân. Cứ như vậy xoay vòng mãi. 7. Hai căn Đề mù là ni. Căn mù lá là gốc rễ, cội nguồn. Y tương sinh gồm hai chuỗi: nhân quá khứ, quả hiện tại, và nhân hiện tại, quả vị lai. Chuỗi nhân quá khứ, quả hiện tại là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Trong chuỗi này, vô minh, avijja, là gốc hay gọi là căn, mù lá. Chuỗi nhân hiện tại, quả vị lai gồm ái, thù, hộ, sanh và lão tử. Trong chuỗi này thì ái, tăng hà là gốc. Như vậy, vô minh và ái là hai căn của y tương sinh. Khi nào hai gốc ấy được đúng nhổ, được phá hủy hoàn toàn bởi đạo tuệ ứng cúng arahatama gana ganya nena, thì bánh xe luân hồi dừng lại. Bậc đại sĩ đã trình bày y tương sinh pati chasamuppada là vòng luân hồi rối rắm, không có khởi điểm, không có khởi điểm, anya biết cần. Vậy vô minh không phải là khởi điểm, thì cái gì là tập khởi của vô minh? Ngài Sariputta trong kinh Chánh Tri Kiến Sammadhi Sutta, khi được hỏi về tập khởi của vô minh, Ngài giải đáp: lậu hoặc là tập khởi của vô minh Asavasamudaya Avijja Samudayo. Thực vậy, chúng sinh bị ngâm chìm bởi tứ lậu. Asava là tham, tà kiến và si, nên sống trong bóng tối. Từ bóng tối này đi đến bóng tối khác, khởi lên tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế dẫn đi tái sanh. Chỗ nào có tâm bất thiện sanh khởi thì chỗ ấy có vô minh, vì si mô há. Phối hợp với tất cả tâm bất thiện, Atala Chitta, dù là tâm hiệp thế, tâm thì ấy là nghiệp hữu. Khammava Kava, do ái thụ làm duyên, tham và tà kiến, nên vô minh cũng từ dục lậu, hữu lậu, kiến lậu mà sinh ra. Tóm lại, duyên sinh hay y tương sinh là vòng luân hồi lẫn quẩn, trừ khi chứng được đạo quả A-la-hán, đoạn diệt hai gốc mua lá, vô minh và ái thì mới chấm dứt luân hồi.
dứt định lý y tương sinh, biên soạn giáo trình, thì khao tuệ siêu. Ngày đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Hòa thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Hòa thượng Giác Đẳng, cùng tổ Pháp Vương, cùng chư Tục Đức có mặt trong trung thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học phần sau cùng của chương nói về y tương sinh. Cái phần sau cùng này đề cập đến 7 vấn đề cần phải biết trong y tương sinh và tính chất sinh quả đó. Chúng tôi vừa nghe đọc bài thì chúng ta thấy hiểu được 7 vấn đề này là chúng ta nắm được cái ý nghĩa của y tương sinh. Nếu mà chúng ta học về y tương sinh mà chúng ta chỉ biết qua các ý nghĩa chi pháp của mỗi y tương sinh, như là vô minh duyên hành là như thế nào, hành duyên thức là như thế nào, thức duyên nhân sắc là như thế nào, vô vật, thì rồi chúng ta không biết được của 7 cái khía cạnh ở trong y tương sinh, thì như vậy chúng ta sẽ không được gọi là thấu đáo tường tận cái pháp y tương sinh. Cho nên trong giáo trình Tăng Hiếu A Tỳ Đàm chương thứ 8 thì chúng ta cố gắng trình bày cái phần cuối cùng cho nó gọn, nhưng mà nó thì cũng dễ hiểu thưa quý vị. Lẩu vị không hiểu tại sao mà có hôm thì chúng tôi lại khó thở, còn như hôm nay thì nó bị ép tim. Thế mình chưa có nó lối tim, tại ra hết thở ra thì dài được, nhưng mà thở vô thì ngắn ngắn thôi. Chắc cũng sắp rồi đó. Ở trong cái pháp y tương sinh 7 vấn đề chúng ta nên biết á, để sư huynh sẽ cố gắng chút xíu, nếu không xong thì nhờ sư đệ giúp dùm cho cái phần này. Ở đây thưa quý vị, cái vấn đề, cái khía cạnh thứ nhất là 12 chi.
gọi là Đoa Đất Sang Gần. Chúng ta khi nói đến Avijja Paccaya Sankhara, Sankhara Paccaya Vijnana, v.v. vô minh duyên hành, rồi hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, cho đến sanh duyên lão tử sầu vi khổ ai, thì chúng ta chỉ có 11 cái mối duyên sinh thôi. Trong 11 mối duyên sinh đó, tại sao chúng ta gọi nó là thập nhị nhân duyên, là 12? Là bởi vì khi mà chúng ta nói đến vô minh duyên hành thì vô minh đó là một chi pháp, hành là một chi pháp. Cho nên được kể 12 chi ăn giá, đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, sự thọ, ái, thủ, hữu, sinh lão tử, sầu, bi, khổ, u, ai, vô vân. Nhưng mà trong 12 chi á, thì lão tử già và chết là cái chi thứ 12, không có kể sầu bi khổ ưu ai, không có kể sầu bi khổ ưu ai, không có thể năm thứ yếu đó. Sầu bi khổ ai là năm cái chi thứ yếu ở trong duyên sinh, chúng ta không kể. Cho nên chúng ta kể có 12 chi. Học 12 chi này đó, chúng ta tìm hiểu 11 cái mối duyên sinh, thì chúng ta cũng nên nắm được cái chi pháp của 12 chi. Thí dụ vô minh là si tâm sở, hành tức là tư tâm sở, thuộc về thiện, thuộc về bất thiện, thì thiện hiệp thế. Là chỉ cho 32 quả thức hiệp thế, nhưng trong đó cái phần chính là chúng ta lấy 19 thức tục sinh. Rồi duyên sắc danh ở đây là chúng ta lý chi pháp là ba danh quẩn, thọ tưởng hành đồng sinh với thức mà chúng ta vừa kể trong cái chi thứ ba. Còn đây là chỉ cho sắc nghiệp, thì chúng ta có cái điều thắc mắc rằng như vậy thì ở đây thức nghiệp nó do thức quẩn quả tục sinh làm duyên, như vậy sắc nghiệp không phải là do hành hay sao, do nghiệp hay sao? Thì ở đây thưa quý vị, tất nhiên là phải do nghiệp. Nhưng mà ở đây, khi mà nói về hành duyên thức, Đức Phật phải nêu ra như vậy là bởi vì có cái trường hợp bốn cõi vô sắc nó không có sắc nghiệp.
Do đó nếu mà nói hành, tức là nghiệp hành thiện, thiện khí hay là bất thiện, nó duyên cho thức là 19 thức tục sinh. Như vậy là đủ, như vậy là nó trọn. Mà vì khỏi hữu tâm, đến khi đã có thức tục sinh rồi thì thức tục sinh đó nó trở tương duyên với ba danh quẩn thọ tưởng hành, và đồng thời nó câu sinh duyên với sắc nghiệp tái tục. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng không phải do quả thức tục tạo ra sắc nghiệp, và nó chỉ trợ duyên trong đầu hôm sớm mai lúc mà tái tục thôi. Nó trợ duyên bằng cách là nó đồng sinh với nhau. Nếu như mà cái lúc cái phôi thai đó, mà mới vừa tưởng, chúng ta gọi là đậu, mà lúc đó đó sắc do nghiệp ở quá khứ tạo đó, sắc nghiệp mà nó không có nương vào thức đó, thì nó, nếu không có thức tái, không có thức tái tục đó, thì như vậy cái sắc nghiệp đó cũng sẽ hoại, nó hư, chúng ta gọi là bị xảo thai. Còn ngược lại, nếu như trong cõi ngũ quẩn đó, mà không có danh, nếu mà danh quẩn mà không có sắc nghiệp đó, tức là nó không có cái sắc nghiệp ý vật tiếp tục làm chỗ nương tựa, nương trú, thì thức tục sinh đó nó không biết nương vào đâu, thì như vậy cũng không thành tựu cái sự đầu thai, cái sự tái sinh. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là chư pháp của thức của danh sắc là như vậy. Rồi từ danh sắc cái duyên cho lục nhập, thì ở đây ở trong cái sắc nghiệp đó, sắc nghiệp tiếp tục đó, thì nó tùy theo chỗ, nó tùy theo cõi, tùy theo chủng loại, rồi nó sinh thai sanh, thấp sanh, quá sanh, mà sắc thần kinh nó sẽ trợ cho thức giới. Nhưng mà trong thời Bình Nhật đó, thì danh sắc duyên cho lục nhập, chúng ta giờ học rồi đó, thì lục nhập mới đi, tức là nhãn xứ, nhĩ hay nhĩ xứ, tỷ nhập hay tỷ xứ, thiệt nhập hay thiệt xứ, thân nhập hay thân xứ, ý nhập hay ý xứ, chúng ta phải nắm chi pháp như vậy. Rồi khi đã có nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, mới bắt đầu nó xúc cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì chúng ta có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, cho nên mới gọi là danh sắc duyên cho lục nhập, duyên cho xúc. Rồi xúc duyên cho thọ, bởi vì khi mà đã có nhãn xúc thì nhãn thọ đồng phát sanh, có nhĩ xúc thì nhĩ thọ đồng phát sanh, vân vân. Nhưng mà nói theo cách khác thì do nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc thấy cảnh sắc, cảnh thân, nghe cảnh thân, ngửi cảnh khí, nếm cảnh vị và chạm cảnh xúc, nghĩ suy nghĩ cảnh pháp,
từ nơi xúc nó mà phát sinh lên lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Nếu chúng ta nói theo cái bài kinh Adittapriyaya Sutta thì ở đây nhận xúc duyên cho, duyên cho ba thọ. Nhĩ xúc duyên cho ba thọ, vân vân. Cho nên là thọ đó, chúng ta nói có tổng quát, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc. Thọ duyên cho ái. Ái này, nếu nói thông trong kinh tạng thì chi pháp gọi là sắc ái, thịnh ái, khi ái, bị ái, xúc ái, pháp ái. Nhưng mà chúng ta nói theo thắng pháp á, cái ở đây tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Rồi chi pháp của thủ, ái duyên cho thủ. Thủ này có bốn thủ, dục thủ, khí thủ, với không ngại chấp thủ. Chúng ta gom lại chi pháp của nó là tham và tà kiến, hai cái đấy thủ. Và thủ duyên cho hữu. Hữu ở đây chỉ cho nghiệp hữu, thân nghiệp hữu, ý nghiệp hữu. Nó thường có nghiệp thiện nghiệp hữu và bất thiện nghiệp hữu. Rồi sanh, khi mà đã có thiện nghiệp hữu, bất thiện nghiệp hữu thì nó duyên cho sanh, tức là nó duyên cho cái sự tái sanh. Sanh ở đây có ngũ quẩn sanh, tứ quẩn sanh, nhất quẩn sanh, tức là cái sự tái sanh về cõi ngũ quẩn, tái sanh về cõi tứ quẩn, tứ danh quẩn, và tái sanh về cõi nhất quẩn vô tưởng. Vì có sanh cho nên mới có già chết. Già chết ở đây chi pháp chúng ta lấy, nếu mà lấy theo cái pháp chân đế thì khi sanh đó, cái chữ sinh cha tí ở đây là chỉ cho sắc na sinh út và tí khánh nát của in và út và trả giá sắc tích tập của sắc pháp. Rồi não là già. Sự già ở đây nói theo chân đế đó, thì cái chi pháp của nó là gì? Tức là trụ thi tiết của tâm. Còn nếu nói theo sắc pháp đó, thì ở trong cái giai đoạn gọi là santati charata, tức là tiến diễn biến, hay là diễn biến và sự già khỏi của sắc pháp của bộ sắc. Rồi tử ở đây là chỉ cho sắc đa diệt của danh và sắc. Nhưng mà chúng ta nói đến cái chi pháp tục đế đó, thì vì có sự sanh, có sự sanh ra ở đời, cho nên khi có cái thân này thì theo thời gian năm tháng nó sẽ già và sẽ chết. Khi mà chúng ta nói về 12 chi ở cái tầng thứ nhất thì chúng ta nên hiểu cái chi pháp như vậy. Cái tầng thứ hai của duyên sinh đó là ba thời, gọi là tayo atha. Thời ở đây là nói theo thời kiếp sống, tức là kiếp sống trước gọi là thời quá khứ, kiếp sống này gọi là thời hiện tại, và kiếp sống sau gọi là thời vị lai. Thế chúng ta không có nói theo cái cách mà thời sát na
sát na trước đã diệt rồi thì gọi là quá khứ, mà sát na đang sanh khởi, đang hiện khởi thì gọi là thời hiện tại, và sát na tâm sẽ sanh kế tiếp gọi là thời vị lai. Thì đó là chúng ta nói thời sát na nó gần quá. Còn trong duy sinh, khi chúng ta nói ba thời là chúng ta nói cái kiếp sống quá khứ, cái sống hiện tại, cái sống vị lai, gọi là ba thời của kiếp sống. Thì ở đây chúng ta nên biết rằng trong 12 chi y tương sinh thì vô minh và hành thuộc về thời quá khứ, tức là ở kiếp sống trước. Rồi quả thức tái sinh của kiếp sống hiện tại, thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ và hữu thuộc thời hiện tại, ngay trong kiếp sống này. Còn thời vị lai, tức là chúng ta nói đến sanh và lão tử, nói đến sinh. Cái này thì cũng quá rõ thôi quý vị, không có gì thắc mắc ha. Nhìn chúng ta nói đến khía cạnh thứ ba, tức là bốn yếu lược. Kết thúc khía ba. Yếu lược là tóm tắt y thương sinh theo nhân quả ba thời. Ở đây chúng ta gọi là bốn yếu lược. Dù chúng ta nói ba thời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai, nhưng mà chúng ta yếu lược theo cái nhân quả đó, thì thời quá khứ chỉ là nhân, tức là vô minh hành thức, vô minh duyên hành, vô minh và hành vì quá khứ là nhân quá khứ. Còn nói thời hiện tại thì chúng ta nên chú ý là có quả hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Đây là quả hiện tại. Quả này nó được trợ duyên bởi nhân quân ở có quả hiện tại. Bây giờ hiện tại, cái cuộc sống hiện tại nó là môi trường để cho phát sinh nhân hiện tại, tức là ái thủ và hữu. Ở trong hiện tại này, khi đã có thức trên sắc lục nhập xúc thọ thì bây giờ thọ mới duyên cho ái, duyên cho thủ, duyên cho hữu. Cho nên cái quả hiện tại nó trợ duyên cho cái nhân hiện tại. Và cái nhân hiện tại nó tạo ra cái quả vị lai. Quả vị lai ở đây tức là sanh và lão tử. Cái này thì cũng không có vấn đề gì. Cái khía cạnh thứ tư, tức là chúng ta đề cập đến 24 thể. Chattuvisattakara kara. Thể đây được gọi là hành tướng của y tương sinh, hành tướng akara, hay thể, là tính chất hiện ẩn, hình bóng của nhân quả. Cái nghĩa thì chúng ta cần phải chú ý một cái. Chúng ta đọc ở trong các cái quyển sách,
mà giải về duyên sinh, chúng ta đều thấy hành tướng. Hành tướng ở đây tức là nếu chỉ có 20 thôi, nhưng mà ở đây chúng ta kể theo nhân quả hiện ẩn. Nếu mà chúng ta kể nhân quả hiện ẩn thì đương nhiên là chúng ta phải kể tới 24 chứ không phải là 20. Bây giờ chúng ta trở lại cái trong bốn yếu lược Sankhipat thì nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại và vị lai. Bây giờ khi mà chúng ta đề cập đến 24 yếu lược thì chúng ta nên biết chi pháp hiện và ẩn trong nhân quả đó. Nhân quá khứ, vô minh và hành hiện nhân quá khứ. Như một vô minh và hành đó, ẩn trong vô minh và hành là chúng ta nói ái và thủ, ái thủ và hữu. Chúng ta thí dụ như trường hợp là một người họ ăn cái món ăn đó nó bị ngộ rồi, khi mà đi đến bác sĩ thì bệnh nhân đó mới nói rằng cái thức ăn đó có độc mà tôi không biết. Thì đó là vô minh và hành, không biết ăn. Còn khi họ đang ăn đó thì hỏi tại sao ăn cái món ăn độc này, thì họ nói rằng tại vì tôi thấy nó ngon, tôi thích, tôi ăn. Thì như vậy hãy mà đã qua đó, nhân quá khứ thì mình quy cho vô minh và hành. Nhưng mà chúng ta xét ẩn và vô minh và hành đó, ngay trong thời điểm đó nếu ai có hỏi thì họ sẽ trả lời là ái thủ và hữu. Nhưng mà vì là nhân quá khứ cho nên chúng ta ái thủ và hữu thì chỉ là pháp ẩn thôi, cái nhân ẩn, nhân quá khứ ẩn. Như vậy thì nhân quá khứ có năm hành tướng, hiện có hai, hiện ở đây là hiển hiện là cụ thể có hai, tức là vô minh và hành. Nhưng mà ẩn có ba, tức là ẩn của thì quá khứ thì chúng ta có ái thủ và hữu, cho nên chúng ta có năm nhân. Bây giờ chúng ta
nói đến bảy cái hành tướng của năm quả hiện tại, của quả hiện tại. Quả hiện tại thì nó có thức danh sắc lục nhập thọ. Quả hiện tại hiển hiện thì nó trong năm quả hiện tại hiển hiện đó, nó tiềm ẩn tức là sanh và lão tử. Chúng ta thấy rõ rằng thức ở đây tức là thức mà hiện khởi ở đầu kiếp sống thì vừa sanh. Và trong suốt quá trình diễn biến của danh sắc này, của thân này, thì bắt đầu tiến đến cái sự già chết. Nó cũng có trong hiện tại, nhưng mà ở trong duyên sinh đó thì chỉ gặp đến cái nào nó hiển hiện cái phần chính thôi. Cái phần phụ thì kể nên là một hành tướng. Vì vậy khi mà chúng ta nói thức danh sắc lục nhập xúc thọ thì chúng ta phải nói thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó, cái tên tiềm ẩn của nó là sanh và lão tử, sanh già và chết, sanh già và chết. Như vậy thì quả hiện tại có bảy hình tướng, tức là hiện có năm và ẩn có hai. Chúng tôi nói một cách ngắn gọn về để cho chúng ta đọc về chúng ta cái ngán. Ái và hữu nó là nhân hiện tại hiện, nếu chúng ta thấy hiện tại đó, hiện tại cái sống này thì do thọ duy cho ái, ái thủ, thủ duyên hữu, thì ba cái chi pháp ái thủ hữu là nhân hiện tại. Nhưng mà trong ba nhân hiện tại đó thì chúng ta thấy có tiềm ẩn là vô minh và hành. Rõ ràng vô minh và hành. Tại sao? Bởi vì ái thủ, tức là tham và tịch thiết, cứ không thể nào sanh khởi mình thiếu si được. Cho nên si giống như là cái bóng, nó là cái hình ái thủ, hữu là cái hình, mà vô minh và hành là cái bóng. Chúng ta sẽ nói phụ họa ở bên trong, ở phía sau. Thành thử ra khi mà chúng ta nói trở lại vấn đề là nhân quá khứ thì vô minh và hành là nhân hiển hiện, ái thủ hữu nó là nhân tiềm ẩn trong vô minh và hành. Thì ngược lại ở đây, khi chúng ta nói ái, chúng ta nói ái thủ hữu nó là nhân hiện tại hiển hiện, thì chúng ta nên biết rằng nó có tiềm ẩn là vô minh và hành. Chỉ vậy thôi. Thế cho nên nhân hiện tại có năm hành tướng, tức là hiện có ba và ẩn có hai. Rồi chúng ta nói đến sanh và lão tử là quả vị lai hiển hiện. Khi chúng ta nói, đang bàn về
Ở tương lai chúng ta nói sau khi chết tái sinh ở cảnh giới khác, cái cuộc luân hồi chỉ là sanh già và chết. Chúng ta nói như vậy, sanh già và chết. Nhưng mà trong cái sanh già và chết đó, chúng ta phải nhận định như thế nào? Tức là chúng ta nhận định trong cái sanh già chết đó, cái thân này, cái thân đó là cái thân thức danh sắc lục nhập thọ. Chúng ta phải nói vậy. Cho nên ở đây quả vị lai có bảy hành tướng. Bảy hành tướng là chúng ta nói hiện có hai và ẩn có năm. Cho nên trong vấn đề này chúng ta cần phải hiểu rất rõ, do cái trí tư của chúng ta có cái sự nhạy bén để chúng ta bắt kịp với cái bài học, cái ý nghĩa. Thì như vậy năm nhân quá khứ, bảy quả hiện tại, mà năm nhân hiện tại, bảy quả vị lai, như vậy tổng cộng chúng ta có đến 24 hành tướng hay là 24 thể. Vấn đề này như chúng tôi đã nói là các vị A Xà Lê xưa chỉ nó có 20 thôi, 20 hành tướng, tức là năm nhân quá khứ. Tức là hai pháp hiện và ba pháp ẩn. Năm quả hiện tại, năm pháp hiện mà không kể hai pháp ẩn. Năm nhân hiện tại là ba pháp hiện và hai pháp ẩn. Còn năm quả vị lai là không lấy hai pháp hiện mà chỉ kể năm pháp ẩn. Cho nên các ngài kể có 20 hành tướng là các ngài bỏ. Ngài bỏ cái pháp ẩn của quả hiện tại và không lấy hai pháp hiện của quả vị lai. Chúng ta không hiểu tại sao mà các vị A-xà-lê các ngài lại bỏ sót cái đó. Trong cái giáo trình này là chúng tôi làm cho đủ. Bây giờ chúng ta lại đề cập đến ba tục đoan. Tức là mẹ không có nói, cũng đi xoay chung quanh cái vấn đề nhân quả. Quý vị nhớ những cái khía cạnh của duyên sinh, của y tương sinh, là cũng nói xoay quanh ở trong cái vấn đề nhân quả thôi. Khi mà chúng ta nói ba cái mối nối, là mối nối giữa nhân quả trong y tương sinh. Cái mối nối đầu tiên là cái mối giữa nhân quá khứ với quả hiện tại. Đó chính là mối nối hành duyên cho thức, hay là nhân quá khứ, thức và quả hiện tại, kiếp sống hiện tại. Còn cái mối nối giữa quả hiện tại và nhân hiện tại, tức là chúng ta nói đến thọ duyên cho ái. Thọ là quả hiện tại và ái là nhân hiện tại. Cho nên đây cũng là một mối nối.
Thứ hai nữa là chúng ta nói mối nối giữa nhân hiện tại với quả vị lai, tức là mối nối giữa hữu duyên sinh, nghiệp hữu là nhân hiện tại và sanh là quả vị lai. Trong cái vấn đề này thì tại sao chúng ta học đến ba cực đoan, ba tục đoan? Bởi vì khi mà chúng ta biết rõ tâm y tương sinh, cái chỗ mối nối nào mà chúng ta tháo gỡ được thì chúng ta tu tập để chúng ta tháo gỡ. Chúng ta phải biết cái mối nối chúng ta mới tháo gỡ được. Cái mối nối thứ hai là quả hiện tại với nhân hiện tại. Tức là thọ duyên trái. Cái mối nối chỗ này chúng ta tu tập, chúng ta tháo gỡ được để chúng ta làm cho dừng lại bánh xe luân hồi. Còn hành duyên thức là mối nối giữa nhân quá khứ với quả hiện tại, là điều tất nhiên, nó xảy ra ở quá khứ, chúng ta không có thể sửa chữa được. Cái chuyện đã qua trong quá khứ rồi, giờ mình không có đi ngược dòng thời gian để chúng ta sửa chữa được giữa hành duyên cho thức được. Hãy nghiệp nó tạo ra quả tục sinh như thế nào thì chúng ta đừng như vậy. Có sửa chữa, có tháo gỡ cái mối, cái tục đoan là chúng ta tháo gỡ cái mối thứ hai kìa, giữa thọ duyên ái. Còn cái hữu duyên sanh là mối nối giữa nhân hiện tại với quả vị lai. Một khi mà đã tạo cái nghiệp hữu dẫn đi tái sanh rồi thì lúc đó cái chuyện đã rồi, chúng ta không thể tháo gỡ được. Nhưng là vấn đề đó thì cái mối nối giữa quả hiện tại là thọ với nhân tại là án đó, thì nó không có nhất định. Nó không có nhất định thọ nào cũng duyên trái được. Bởi vì một người có tu tập chứ, thì khi mắt thấy sắc, tay nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, người xúc cảnh đó rồi phát sinh thọ, thì ngay cái chỗ mà thọ này, thông thường thì những cái phàm phu khác, phàm phu mà không có tu tập đó, thọ đó sẽ giải tiếp, tức là dính mắc duyên cảnh. Nhưng mà đối với một người tu tập, người chánh niệm, khi mà thọ phát sanh lên rồi thì khởi lên trí tuệ để quán vô thường khổ não vô ngã. Như vậy thì thay vì thọ duyên cho án, một vị tu tập chuyển thành thọ duyên cho trí hoặc thọ duyên tính. Tức là ngay cái chỗ này để chúng ta tháo gỡ một cách để chúng ta rẽ đi chỗ khác. Chúng ta rẽ đi chỗ khác. Giống như chiếc xe lửa, nếu mà cứ để cái đường rầy đó chạy theo cái đường một, cái đường rầy đó,
một cái đường ray đó, thì nó cứ chạy hoài từ ở đầu cho đến cuối, cho đến trạm cuối, tức là từ ở Sài Gòn mà ra tới Hà Nội thì cứ chạy theo cái đường ray đó. Nhưng mà nếu chạy đi đến một cái đổi nào đó mà họ muốn cho chiếc xe lửa mà rẽ sang đi cái con đường khác đó, nối nhịp ray, cái đường ray đó, đường ray sắt đó, ta nối nhịp từ ở chỗ này người ta vẽ qua không qua bên kia, rồi nước ngồi cái người đại công thì họ sẽ lái hướng về cái đường ray rẽ đó, rồi tự nhiên là dẫn theo các cái toa đi theo đường ray khác. Cũng như khi mà chúng ta có tu tập đó, thì chúng ta chúng ta nhìn cái cảm thọ, khi mà cảm thọ đó phát sanh khổ lạc phi khổ phi lạc, tức là xả phát sinh người cảm thọ, ta chuyển hướng được, không phải thọ duyên ái mà thọ duyên cho thắng giải, thọ duyên cho đức tin và thọ duyên cho trí. Cái điều này các vị A-sa-lê các ngài cũng giải thích rất rõ thưa quý vị. Và ở trong cái bộ nguyên phần gá, là cái phần bát chì gia ca đó, bát chì gia ca đó nguyên phần vô, thì cái phần đó Đức Phật ngài thuyết rất nhiều trường hợp để cho thấy rằng cái mối nối thứ hai đó, cái tục thứ hai này, tức là chỗ mà thọ duyên ái đó, là có thể cho một cái ngã rẽ khác, tức là không để cho anh thành thọ duyên ái ai anh thủ tôi như hưởng được, mà đi cái ngõ rẽ, cái ngõ rẽ khác đó, thì bắt đầu ái duyên cho trí, trí quán thì vô thường của nó vần ngã, từ đó bắt đầu dẫn đến đạo quả niết bàn. Cho nên cái chỗ đó là chúng ta tu tập. Có lẽ là trong hai phần còn lại, tức là chỉ cho ba phiền não luân, nghiệp luân và quả luân, cùng với hai căn của duyên sinh, tức là vô minh và ái sinh, cung tỉnh và thượng giới đẳng quan hỷ, tiếp sức dùm cho sư huynh cái phần này. Sư huynh cố gắng được một tiếng đồng hồ về cũng cũng hơi đuối rồi. Không biết hòa thượng giới đẳng có mặt ở trước máy không? Có lẽ là hòa thượng giới đẳng không có mặt ở trước máy. Nếu hòa thượng giới đẳng không có trước máy, vậy là chúng tôi phải xin kính thỉnh hòa thượng giúp giùm cho hai phần còn lại, tức là cái phần ba luân và hai căn, đó là hòa thượng cái chương thứ 8, cái phần 2 nói về định lý y trường sinh. Xin cung thỉnh hòa thượng.
Sa thú kinh Hòa Thượng Đại Sư, xin thỉnh sĩ phần còn lại thì sư đệ và chư tăng sẽ phụ trách. Thưa quý Phật tử, cái trả lời của Hòa Thượng Đại Sư, chúng tôi xin được đề cập đến có lẽ là trong đời sống này chúng ta thường cảm nhận rằng có rất là nhiều cái bí mật, nhiều cái bí ẩn mà hết sức là khó hiểu về những gì xảy ra đối với chính bản thân mình, đối với thế giới chung quanh và đối với cả vũ trụ này. Dù là nhìn trên bầu trời bao la về đêm, chúng ta thấy là vô vàn tinh tú, hay là buổi sáng mở tin tức ra, chúng ta thấy rằng những tin tức của chiến tranh, bệnh dịch, những xáo trộn kinh tế, những cái cuộc thảm sát đó đây. Và đừng nói chi thế giới về đêm, thế giới bên ngoài, thế giới ở trên mạng truyền thông, mà ngay cả trong nội tâm của chúng ta cũng có muôn ngàn thứ mà chúng ta cảm thấy rất là bất ngờ, hết sức là khó hiểu. Thì sau khi mà được nghe giảng về 12 nhân duyên, cũng như là chúng ta cũng được nghe Hòa Thượng Thời Xưa đề cập đến một số điểm quan trọng liên quan đến giáo lý duyên khởi như ngày hôm nay, thì bây giờ chúng ta có thể đi đến một cái cách nhìn, một góc nhìn đó tương đối là giản dị hơn, dễ hiểu hơn. Thứ gì trước nhất là chúng ta tạm quên đi cái sắp xếp thứ tự của bài học này, nói về phiền não luân, nghiệp luân, quả luân, mà chúng ta sẽ bắt đầu bằng nghiệp luân. Nghiệp luân là gì? Nghiệp luân, nếu nói theo cái ngôn ngữ mà rất là bình thường, dễ hiểu của chúng ta, gọi là ý chí hành động hay là ý chí tạo tác. Cái ý chí hành động hay ý chí tạo tác đó trong đạo Phật dùng cái chữ gọi là cetana. Cetana tức là cái chủ tâm tạo tác. Và trong cái thuật ngữ Phật học và từ xưa, người Trung Hoa dịch là tư, hay là nói theo thắng pháp gọi là tư tâm sở, hoặc giả là trong giáo trình thắng pháp phổ thông chúng ta sẽ gọi là thuộc tánh tư. Tư tức là ý chí tạo tác, là tư chính là nghiệp. Ý chí tạo tác này được thí dụ như là một cái người thợ làm gốm, tức là người mà tạo ra dùng đất, ngày xưa dùng đất để tạo ra chén bát, nồi niêu bằng đất rồi đem đi nung đi. Thì do bất cứ lý do gì, là do sở thích, do cái nhu cầu kinh tế kiếm tiền, hoặc giả là do ngồi yên không được, do lý do gì đó mà người này mỗi ngày trời nắng trời mưa, dù vui dù buồn thì cũng sản xuất ra những cái mặt hàng. Mặt hàng đó là tô, là chén, là nồi niêu, mà những thứ đó do cái ý chí tạo tác của vị đó mà được có mặt. Dạ, như chúng ta thấy, chúng ta nhớ rằng những lần đi sang Nhật Bản đó, thì người nào mà đi qua Nhật Bản nhiều sẽ thấy rằng Nhật Bản họ có một cái
bản văn hóa rất là quan trọng. Đó là về đồ ceramic, hay là đất nung, hay là tráng kiểu. Những cái đồ gốm này đó, thì thưa quý vị, thì không phải làm ở trong một cái làng hay là một công ty chuyên môn lớn, mà người Nhật Bản họ đặc biệt là họ có một số người thích xem cái nghề làm gốm, xem chuyện làm gốm đó là một cái thú tiêu khiển. Tsutomi gọi là hobby, là thú tiêu khiển. Và với thú tiêu khiển này đó, họ đi học cái cách làm đồ gốm, rồi họ mua vật liệu về, rồi họ tự nặng lấy cái chén, cái muỗng, cái tô. Và quý vị sang Nhật Bản sẽ thấy rằng tô chén muỗng đĩa Nhật Bản rất là phong phú, rất là đa dạng, và không phải giống như Việt Nam chúng ta là chỉ xài thứ tròn mà thôi, mà họ có làm thứ hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình bán nguyệt, và nó mang nhiều cái màu nước men khác nhau, rồi ở trên nước men cái họa tiết nó lại khác nhau. Và sau khi mà họ sản xuất, họ thường là họ sản xuất rất là đúng đúng vật liệu, làm đúng lửa, đúng hộp tiêu chuẩn là có thể sử dụng cho đựng thực phẩm được. Và rồi họ làm rất đẹp, những thứ họ rất đắc ý thì thường họ giữ trong nhà làm kỷ niệm. Còn có những thứ mà họ thấy bán được, họ đem ra ngoài họ bán. Nên khi chúng ta đến những vùng như là Nara hay là Kyoto, có những con đường, những con phố mà họ bán cái này rất là nhiều. Và người Nhật đặc biệt là có khi trong nhà họ mua, họ sử dụng những cái tô chén muỗng đĩa đó, nó không phải chỉ có một bộ từ một hiệu, mà nó rất là đa dạng bởi nhiều thứ khác nhau. Bởi vì họ đi trên đường thấy rằng có những cái chén bát nào mà thấy đẹp, ưng ý họ mua về. Và cái tính chất mà nó đa dạng của một cái nhà bếp đó, đối với Nhật đó là một điều rất là thích thú. Thì thứ gì khi mà chúng ta nhìn thấy những người mà sản xuất những cái đồ gốm đem ra bán, thì chúng ta có thể hiểu đó là một sự sản sinh, một sự tạo tác. Và sự tạo tác đó, nó là một cái gì đó mà nó vốn tự nhiên, rất tự nhiên ở trong cuộc sống. Thì chúng ta lấy điều này đó để làm thí dụ. Vị nào mà xem cái biểu đồ thập nhị duyên khởi của Phật giáo Tây Tạng, gọi là điều Wheel of Life, là cái vòng xoay của sự sống đó, thì hành là người ta ví dụ cho cái người thợ gốm và ngồi trước những cái tô chén mà mình tự tạo nên. Thì thứ gì, ý chí tạo tác đó là một nó có một cái vai trò lớn trong đời sống của chúng ta, lớn lắm. Bị đồng mà có đi nghỉ hè rồi, thì quý vị mới biết rằng mới đi nghỉ hè thì thích, nhưng mà có nhiều vị đi nghỉ hè 5-7 ngày tự nhiên nhớ không việc làm, tự nhiên nhớ phải làm cái này cái kia. Chúng tôi gặp rất nhiều phần tử ở không không được, ở không không được, thậm chí là ngồi thiền thì tụng kinh cũng không muốn, mà muốn rằng có thì giờ rảnh thì mình cùng cái có giờ rảnh mình vào bể mình nấu cái này nấu kia, nấu cho người này dễ ăn, có thì giờ rảnh đi shopping mua sắm cái này cái khác, và không cảm thấy mình có thể sống mà không có sở hành, không thể sống mà không có tạo tác. Và cái ý chí tạo tác đó, nó là một cái hiện tượng, một cái đặc tính rất là cố hữu, rất là thường thấy, dễ thấy đối với tất cả chúng sinh, dù chúng sinh trong tam giới. Và dĩ nhiên là khi mà chúng ta nói cái sở hành của chúng sinh trong đời này thì nó có thiên biến vạn hóa, nhiều thứ chúng ta không thể nói hết, nhưng mà căn bản trong cái sở hành, trong tất cả sở hành đằng sau đó là cái ý chí tạo tác. Đạo Phật gọi là Chetana, Chetana hay là thuộc tấn tư, hay là tư tâm sở, tức là cái chủ trương hành động, cái chủ trương tạo tác. Do có những chủ trương tạo tác như vậy đó, nên nó tạo ra những cái tác động dây chuyền, và tác động dây chuyền tác động về nhân quả, tác động về năng duyên sở duyên mà chúng ta sẽ nói kế tiếp.
Nhưng mà thưa quý vị, bên cạnh cái ý chí tạo tác đó, thì chúng ta, thì do lý duyên khởi đó, có một cái lực khác, nó cũng rõ, nó cũng chi phối chúng ta rất mạnh, giống như ý chí tạo tác, đó là phiền não. Đó là phiền não của lìa sáng. Không may cho chúng ta đó là phiền não đó, nó có ba cái tính cách mà được nói trong kinh điển. Thứ nhất là cái tính cách phổ quát. Chúng sinh ở trong tam giới này, ngoại trừ những chúng sinh mà đắc quả A-la-hán, tứ quả ra, thì những vị thánh hữu học, nhất là phàm nhân chúng ta đó, thì luôn luôn đi với phiền não. Phiền não là cái gì đó, nó ô nhiễm. Phiền não nó là cái gì, nó quấy nhiễm. Chúng ta tạm hiểu như là những cái thứ vi khuẩn hay là virus, nó có mặt ở trong thân thể, có mặt ở trong không khí, có mặt ở trong thứ này thì khi đã ảnh hưởng chúng ta, giống như COVID chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta bị phiền não lây nhiễm đó, thì thưa quý vị, nó làm cho cái sở hành, nó làm cho ý chí tạo tác của chúng ta từ đó bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng một cách sâu sắc, một cách nghiêm trọng, mà chúng ta rất khó, và rất khó có thể biết được. Vì vậy, nhiều khi có một hành động ở bên ngoài, nhưng mà nó lại có sự khác biệt lớn, mặc dù thoạt nhìn như là đường đơn cả thống, tuy nhiên nó lại có khác biệt lớn, bởi vì một cái là nó có phiền não hay không phiền não. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, là cũng Phật tử đi chùa, Phật tử đi chùa, mà đôi khi mình cúng một cái những cái bình bông để bằng Phật, thì có người muốn cúng là vì thương kính Phật, thờ Phật, do sự thờ phượng mình cúng dường. Có những người cúng dường thì thích, tại vì thấy bằng Phật, mình cúng cái ra lên đặt lên đẹp, vì thích cái đẹp mà cúng dường. Cũng có những người muốn chứng tỏ mình là thế này thế kia, cũng có những người muốn cạnh tranh với người khác, gọi là phiền não. Thì nhưng nó bên ngoài rất khó phân biệt, tại vì cũng là một hành động đem cái bình hoa lên cúng, và cái đẹp cái xấu của bình hoa đó, cái giá trị bình hoa nó không đủ nói lên cái tính cách sâu ở trong đó, mà là do có phiền não chú quý nhiễm hay không. Và từ chỗ này á, chúng ta lại đi đến một cái hệ quả khác. Như là vị nào mà có học trong lớp học Bali qua kinh Pháp Cú, hai bài kệ đầu tiên là ý dẫn đầu cả Pháp, và ý lập chủ, ý tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm nói năng hay hành động thì đau khổ sẽ theo sau, như xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu cả Pháp, ý lập chủ, ý tạo tác. Nếu với ý thanh định nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo sau, như bóng không rời hình. Thì trong hai bài kệ đó đó, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến cái khởi niệm. Khởi niệm ở đây là mano, mana. Khởi niệm là khởi niệm tạo tác. Cái khởi niệm tạo tác. Và khởi niệm đó đó, nó có bị ô nhiễm hay thanh tịnh? Và ô nhiễm thanh tịnh này chúng ta không biết được. Thưa quý vị, trong thời gian qua, chính phủ Mỹ đó, họ có làm một việc mà khó tưởng tượng, đó là họ đã chi thẳng bao nhiêu tỷ Mỹ Kim để gửi cho không dân Mỹ như là một nhà đó. Mỗi một người có thể được bốn cái gọi là test kit, tức là một phần để giống nghiệp, và một phần để thử nghiệm coi mình có bị COVID hay không. Mấy điểm này mới nghe thì giống như là dường như là một số tiền phí phạm, nhưng mà ở trên thực tế nó giúp cho rất là nhiều. Chúng ta không thể biết được COVID, không thể biết được mình bị nhiễm. Như trường hợp của Hòa Thượng Thời Siêu đó, Hòa Thượng bị nhiễm rồi, Hòa Thượng thấy khó chịu, thấy bị sốt rồi, đi test ra mới biết là mình bị nhiễm COVID. Và bây giờ mặc dù Hòa Thượng đã test trở lại rồi, là PCR lại thấy là negative,
khi Phật, nhưng mà quý vị có khi ở đây chúng tôi không chắc về trường hợp của từng người siêu, nhưng mà có nhiều trường hợp đó là những người bị COVID rồi sau khi đã trị hết rồi thì nó vẫn còn có những cái di chứng, tức là cái hệ quả về sau này, là những di chứng này khiến khi vẫn thấy khó thở, có khi thế này thế khác. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn nói ở đây trong ý nghĩa về học đề đó là nếu một người bị cảm xúc bình thường và một người bị cảm xúc bị COVID, chúng ta không thể nói bằng miệng được hay là quan sát được, mà chúng ta phải có một cái bộ phận để giáo nghiệp. Và bộ phận này đó là tại sao người ta gọi testing kit, để họ chúng ta đem về chúng ta mới biết là mình bị dương tính hay bị âm tính đối với COVID. Thì ở đây khi mà nói đến cái ý chí hành động, ý chí tạo tác, thì bên cạnh ý chí tạo tác thì chúng ta phải nói rằng có những ý chí tạo tác ô nhiễm, mà phần lớn chúng ta bị ô nhiễm bởi cái gì? Bởi cái kilesa hay là phiền não. Phiền não đó là một chất ô nhiễm giống như COVID vậy đó. Và những ô nhiễm này đó, nó mang nhiều cái hình thái khác nhau. Có những thứ thì nó rất là rõ ràng lắm. Ví dụ như sự phẫn nộ, sự ghen tị. Nhưng mà có những thứ nó đi sâu xa, rất sâu vào trong lòng của chúng ta, như là vô minh, là ái chẳng hạn. Nó rất là tế gì, không có đơn giản để chúng ta để chúng ta nhận ra trong đời sống. Cái động lực sâu xa trong cuộc đời này, thì cái này nó rất là khó. Nên khi mà chúng ta nói đến cái lực hay là cái lực đẩy của ý chí tạo tác, thì chúng ta cũng phải nói đến cái ảnh hưởng của cái mà chúng ta gọi là phiền não. Cái chúng ta gọi là phiền não, thì cái phiền não đó nó cùng với cái ý chí tạo tác có thể chi phối đời sống con người. Và về điểm này là tại sao mà Đức Phật Ngài dạy rất là nhiều điều để chúng ta không những phải coi chừng cái sở hành của mình, mà bên cạnh đó còn có một việc khác là chúng ta phải coi chừng là mình có phiền não hay không. Mà Thiên Pháp Cú mở đầu là Mado Pappangama Thamma Mado Sattha Mado Maya, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý đạo tác. Cái ý ở đây là chúng ta muốn nói đến cái khởi niệm hoặc là ác niệm, cái thiện niệm ban đầu. Cái khởi niệm đó, ở trong đó có chừng nó bị ô nhiễm, và nếu nó được thanh tịnh, nó được cái chất liệu của thiện pháp thì nó quá tốt. Ví dụ như là cũng thời bố thí, nhưng mà nhiều khi mình bố thí vì một cái chuyện, vì một cái tâm phi đảo muốn chứng tỏ là tôi là thế này, tôi là thế kia. Nhưng mà có đôi khi mình bố thí mà với cái tâm rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc. Chúng tôi ở chùa thì quý vị có gặp một vài trường hợp như vậy, là có một số Phật tử hỏi chúng tôi cái này thì có lẽ ở Việt Nam không có, nhưng bên Mỹ thì có những người họ hay đứng ở ngoài ngã ba ngã tư đường, họ xin người ta đi lái xe qua lại, thì họ xin là họ đến xin tiền thì mở cửa cho. Thì những người Phật tử này đó, thì họ cũng muốn cho, nhưng mà họ thắc mắc là không biết có nên cho hay không, bởi vì nghe nói có những người homeless họ đi xin, homeless ở Mỹ thì những người vô gia cư thì nhiều, nhưng mà có những người đó, những người mà đi xin lúc họ chết họ để số tiền rất lớn, bởi vì đi xin đó là một cái nghề của họ. Ví dụ như mình đi làm thì cũng có lương mười mấy đồng một giờ, thì những người này đi xin có khi họ một giờ họ cũng được mười mấy hai chục đồng, có nhiều nữa, là ra đi xin nó cũng là một cái nghề. Thì những người Phật tử này hỏi chúng tôi vì chứ có nên cho những người đó hay không, và cho những người có những phước thiện hay không. Câu hỏi thì rất là đơn giản thưa quý vị, nhưng mà lại là một điều chúng tôi đắn đo rất là nhiều. Tại sao chúng tôi đắn đo? Là bởi vì cái câu trả lời của chúng tôi nó sẽ không có đơn giản. Thứ nhất là không có gì để bảo đảm cho chúng ta 100% là những người đang sinh đó là ăn sinh là bị nghèo khổ túng quẫn họ sinh, hay là ăn sinh đó là một cái nghề và họ có cuộc
sống dư giả nhưng mà họ vẫn ăn xin làm cái nghề. Không có gì để bảo đảm cả hai trường hợp đó. Mình đâu có điều tra tìm người. Nhưng mà chúng ta biết có những người như vậy, là họ lái xe ngang qua một con đường, họ thấy một người già, một người què quặt, một người phụ nữ đầy ốm, đi sinh. Họ lấy ít tiền họ cho qua cái cửa sổ. Thì nếu họ không ngại, giờ họ cho cửa sổ. Thì chúng tôi biết những người đó họ cho hoàn toàn bằng một tấm lòng bi mẫn, bằng tấm lòng tử tế, bằng một tấm lòng rất là lương hảo. Và khi họ cho như vậy đó, thì chúng tôi tin rằng đó là một cái nghĩa cử rất là đẹp. Nói theo Phật pháp đó, là một cái thiền hạnh. Tại vì lúc họ cho thì không cầu danh, không cầu lợi. Lợi cái gì được cái đó, danh cái gì được cái đó. Và họ cho để vì cái lòng tử tế của họ. Thì trong trường hợp đó, chúng tôi tin hoàn toàn 100% rằng nếu mình cho được như vậy thì nên cho. Chúng ta khoan nghĩ, và chúng ta khoan nghĩ đến là cái người nhận đó là ai, người nhận cái gì mà chúng ta cho. Bởi vì ở trong cuộc sống của con người đó, mình lái xe, mình có tiền vì bất cứ lý do gì, và mình có một vài đồng mình chia sẻ cho cái người đang đứng ngoài mưa ngoài nắng và như bẩn đối khổ họ cho, thì mình cứ cho. Và mình cho cái đó riêng đối với chúng tôi thì đó là một cái sự thể hiện của thiện nghiệp. Và nó cũng không có cái, chúng tôi cũng không nghĩ là mình nên có gì nhiều, mình đi điều tra biết đâu điều tra. Còn nếu mình đã nghi ngờ, mình đã cảm thấy mình cho biết đã đi uống rượu thì ta cho thế này thì mình bị lợi dụng này nọ, thì cái suy nghĩ của mình thôi. Bởi vì trong cuộc đời này quý vị có nhiều chuyện rất là khó, và có nhiều chuyện rất là khó để nói về mặt ở bên ngoài. Chúng tôi làm trụ trì trong chùa cũng có những người Phật tử. Những người Phật tử này họ rất là thích mắc những cái đèn, mắc những sợi dây điện khắp nơi trong chùa. Và khi họ mắc như vậy thì họ thích lắm. Họ rất là thích. Họ làm được gì họ rất là hoan hỷ. Thì chúng tôi biết các vị rất là thiện tâm đó. Nhưng có điều khó nổi là các vị mắc rất là xấu. Ví dụ như chung quanh bảo tháp họ dựng cột lớn, cột nhỏ, đủ thứ rất là xấu. Chúng tôi phải nói là cũng đôi khi họ làm thời gian rồi thì mình cũng có lúc mình chỉnh sửa dùm ráng năng lý, hoặc là không biết dù mình nó cũ lâu rồi vì nó sắp tư cho mình đổi một cái khác đi. Mà cái việc này nó khó khăn lắm, dạ khó khăn lắm thì không vậy. Rồi hoa kiển của mình, dạ quý Phật tử đi chùa thì nghĩ rằng cái dụ hoa này đẹp mình mang vô mình để đây, nhiều khi nó không hợp hay là nó không đúng, không phải dễ dàng đâu. Người cái văn hóa của người Mỹ thì họ cũng không hay dễ, nhưng mà của Việt Nam mình thì thích cái gì thì đều cái đó, đôi khi nó lại là một chuyện rất là khó. Thật ra chúng tôi kể những chuyện như vậy để quý vị thấy rằng một cái hành động, một sở hành, dù là dân điện bắt dị đèn điện hay là dùng cúng hoa hay cho người ăn xin đó, thì cái chuyện mà mình có phiền não hay không là do mình phải tự biết lấy. Đó là lý do tại sao mình học giáo lý Duyên Khởi. Tại vì bên cạnh cái ý chí hành động đó, thì chúng ta còn có cái mãnh lực chi phối của phiền não. Và quý vị nhớ là ảnh hưởng lớn nha. Dạ, nếu với tâm ô nhiễm, dạ đối với tâm ô nhiễm thì đau khổ sẽ theo sau như bóng không rơi hình. Nhưng mà nếu với tâm thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo sau như xe theo chân con vật kéo. Cái này là cái điểm mà chúng ta phải để cái mấu chốt. Mặc dù trong hai câu pháp cú đó quý vị nghe đơn giản, nhưng mà thật ra gói ghém cả ba thứ gọi là nghiệp quả phiền não. Mà nếu chúng ta nói rõ hơn là cũng là một cái tiền đề của giáo lý Duyên Khởi. Giáo lý duyên khởi cũng nói nghiệp quả phiền não, và trong câu đó cũng nói ba thứ nghiệp quả phiền não thôi. Và thưa quý vị, bây giờ thì sau khi chúng ta nói về ý chí tạo tác tức là nghiệp, sau khi chúng ta nói về sự ô nhiễm hay thanh tịnh là chúng ta nói về sự chi phối của phiền não, thì bây giờ chúng ta mới nói đến một cái hệ luận khác rất là quan trọng, đó là cái quả.
thì chúng ta không phải chỉ bị chi phối bởi ý chí hành động, chúng ta không phải chỉ bị chi phối bởi phiền não, mà chúng ta còn bị chi phối và chi phối rất nặng nề bởi cái quả và bởi cái quả của cái nghiệp mang lại. Thí dụ như là trong đời sống hàng ngày, về cái điều kiện vật chất là dư giả hay là khốn khó, về những người ở gần chúng ta là những người tử tế hay không tử tế, hoặc giả là về cái môi trường chúng ta sống là cái môi trường thanh bình hay chiến thịnh, những điều đó là sự thể hiện của quả nghiệp. Và cái quả nghiệp đó nó chi phối lớn chúng ta lắm, chi phối rất lớn, chứ không có đơn giản, không đơn giản chút nào hết, lớn lắm. Quý Phật tử hoan hỷ chờ chúng tôi một chút nha, chúng tôi có việc tâm sự. Không biết thượng tọa Pháp Tân hay là thượng tọa Tư Nguyện có vị nào quan hỷ nói dùm cho khoảng 5 phút, sẽ trở lại, mời sẽ trở lại trong 5 phút. Có một vị chút xíu ở ngoài chùa. Để xin hỏi không biết thượng tọa Tư Nguyện và thượng tọa Pháp Tân có vị nào ở trước máy không? Cái thánh thượng tọa Tuyên Quyền hoan hỷ nói cho vài lời khoảng 5 phút nữa. Dạ, có việc ra ngoài rồi sẽ trở lại liền. Dạ, cái thánh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bố Thầy nhé, Nam Mô Tham Mai nhé, Nam Mô Sang Khai với Giới Thừa để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng có kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta. Kính lễ đến Hòa Thượng Chất Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, tòa minh hành để tiếp tục đi đến từ Đức Sư Nguyên Thông cục chư thánh đang hiện diện. Ta cho đến quý tu nữ ở cùng chư Phật tử. Vậy các bích quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học phần học của, có thể nói là liên hệ đến cái phần duyên sinh mà rất là quan trọng. Bởi vì liên quan từ sinh bất tức chí số mất ba đô và cho tham mô mà được nói tiếp, có thể nói một tiến trình của tất cả chúng sinh đi từ vòng luân hồi từ xa xưa cho tới hôm nay, từ vô thủy luân hồi cho tới hôm nay, tại sao chúng ta lại được xác định xuyên qua cái giá trị của duyên sinh. Bởi vì có thể nói rằng cái duyên sinh này đã được hệ thống hóa, đã được chính Đức Phật ngài xác định một cách rõ ràng cái nào là nhân của quá khứ đưa đến quả hiện tại. Quả hiện tại, cái nhân hiện tại đưa ra quả tương lai, và nhân quả của nhân của cuộc từ quá khứ cho ra quả hiện tại này, vân vân. Tất cả như chúng ta thấy từng tự thôi, khởi đầu chính là vô minh. Thì vô minh này có thể nó là một mắt chốt, nó là nhân, nó là ngay trong hiện tại cũng được, mà quá khứ nó cũng được, nó trợ tạo cũng được. Tất cả chúng ta nói đến cái chữ vô minh bởi vì chúng ta bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo, cho nên chúng ta còn hiện hữu cho tới ngày hôm nay. Không một ai mà có thể thoát ra khỏi được cái lưới của vô minh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu như còn ngày nào mà chúng ta còn cái phiền não, dầu cho là nó dư sót chút đỉnh, như là các vị tam quả, phải nói rằng cái ái đó, cái tham của các vị nó rất là lợi, nhưng nó cũng vẫn còn là tham, thì nó cũng vẫn còn cái chốt, cái dính mắc của phiền não. Vì khi nào mà còn cái chốt mắc của phiền não thì cái đó còn bị liên hệ, còn bị cái sự trở tạo,
Cho nên chúng ta nhớ, cái si nó là gốc của tham, nó gốc của sân. Trong tham không có sân mà có gốc si, trong sân không có có tham mà nó có gốc si. Có thể nó phối hợp toàn bộ. Dầu chúng ta có như thế nào thì cái si này cũng vẫn là buông thở. Buông thở này dẫn dắt chúng sinh, buông thở này đưa chúng sinh từ cái đau khổ này tới cái đau khổ nọ. Rất là khó để chúng ta vẹt được cái màn vô minh. Bởi vì không đơn giản mà nói minh sanh vô minh diệt. Chúng ta được cái minh nó sanh lên không có đơn giản đâu. Thí dụ như vị Tu Đà Quần vét vẽ được màn vô minh thế niết bàn lần đầu tiên, diệt trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì xem như diệt trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ đó là màn vô minh đó đã được dẹp lên. Nhưng ái sân do ngã mạn vô minh phóng dật vì ấy vẫn còn. Một cái cấp độ khác đối với tu tập cũng vậy. Chúng ta nói rằng chúng ta tu để chúng ta khởi sanh lên cái minh nó sanh lên, chúng ta có chánh niệm tỉnh giác. Sự thật là chánh niệm ở trong đại thiện thì chúng ta chấp nhận được, nhưng để chúng ta có một chánh niệm tỉnh giác mà đúng đắn thì nó phải hợp với cái tâm đại thiện siêu thế. Tức là chánh niệm đó nó hợp với tâm sơ đạo sơ quả, thì ngay khi đó mới được chánh niệm, mà gọi là sammāditthi, sammāsati, hay hoặc là sati sammacchaya, để hiểu rõ, thấy rõ, để biết rõ, để nhận chân rõ. Chứ còn thí dụ như vị ấy tập, vị ấy biết được, vị ấy chỉ ghi nhận như vậy nhưng chưa thấy được cái gì, cái vô thường, cái khổ não, cái vô ngã, hay thấy được cái sự sanh sự diệt. Cũng vậy, vô minh nó làm nhân làm duyên để trợ tạo cho cái quả tương lai. Cũng vô minh này, ngay lúc này vì có vô minh cho nên nó dẫn dắt, cho nên đưa đến tham ái khởi sanh, đưa đến sân khởi sanh. Và cũng chính vì cái sự chịu quả đó mà do nhân tác động của vô minh, nó dẫn đến cái tham ái, nó dẫn đến hành. Vì có vô minh đó cho nên chúng ta mới tạo các cái điều ác của phúc hành, phi phúc hành, hay là ngay cả bất đồng hành luôn, cũng do vô minh trợ tạo. Cái điều này là thật như vậy. Nếu như chúng ta làm các công đức thiện sự mà chúng ta không đưa đến cái ý niệm của Parami, ý niệm của giải thoát, ý niệm của Niết Bàn, thì tất cả đều có sự trợ tạo của vô minh. Nói cái lý này nó rất là đặc biệt. Như chúng ta thấy, tu chứng các tầng thiền cao của dục, của sắc giới, của vô sắc giới, chúng ta cũng thấy vẫn còn có vô minh. Hay vậy đó. Bởi vì chúng ta đã từng ra vào cái đó rất nhiều, nhưng cũng chính cái phúc hành này, nhưng nếu mà khéo thì chúng ta mới làm các công đức thiện sự để bắt cầu giải thoát. Cái đó là thật nha quý vị. Bởi vì như Kinh Pháp Cú dạy đó, như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử tạo nhiều công đức phước lành. Vì nếu như chúng ta tạo cái công đức phước lành đó mà chúng ta hướng tâm đến gì, đến cái chữ chấm dứt sinh tử, ý đăng quát tâm mê pu nhân a sa quát khai cha qua hàng hồ tú, chứ còn ý đăng
vô nha, tức là do công đức này hướng đến quyến thuộc hay cầu trời sinh này nó thì nó là một chuyện khác. Dạ. Cho nên vô minh nó trợ tạo rất là nhiều. Dạ, con được biết là hòa thượng đã quay trở lại và con kính cung thỉnh hòa thượng tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thủ thiện ca, sư tập thiện quyền rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với ba luân, tức là phiền não, nghiệp và quả đó. Thì hồi nãy chúng ta đã nói về cái ảnh hưởng của ý chí tạo tác là nghiệp, ảnh hưởng của cái quý niệm phiền não. Và bây giờ chúng ta nói đến cái ảnh hưởng của quả. Quả của nghiệp á, ở đây nó có nhiều cái chiều kích về thời gian và không gian. Nhưng mà quý vị đừng ngạc nhiên là thấy tại sao mà tổng giáo lý Duyên Khởi như chúng ta được nghe và thường thầy sư giảng khi nãy đó. Cái yếu tố thời gian nó đúng một cái vai trò rất là quan trọng. Lấy một cái ví dụ như vậy là mình kiếm một cái bình hoa tươi ở trước mặt chúng ta thấy rất là đẹp. Khi chúng ta nhìn thấy đẹp hoa tươi chúng ta rất là hoan hỷ. Mặc dù là chúng ta biết rằng chúng ta không thể giữ cái hoa tươi đó mãi mãi, nó chỉ được một thời gian nào đó thôi. Và thực sự mỗi một giờ phút trôi qua đó, thì cái đóa hoa đó bị lão hóa, nó đang đi đến cái chỗ là cái trữ lượng của tuổi thọ, cái thời gian tuổi thọ nó sẽ ngắn đi vì nó sẽ héo, nhưng mà chúng ta không thấy được rõ. Tại vì sao? Tại vì cái gọi là tàn úa lão hóa nó đến chậm, và dạ, nó đến chậm đến nỗi mà chúng ta cảm tưởng như là cái đẹp của cái hoa nó đứng lại không có thay đổi, chúng ta không có khả năng nhìn. Nhưng mà khi nào cái hoa đó sớm nở tối tàn, chúng ta biết rằng có một số loại hoa đó như hoa sen chẳng hạn thì nó không có lâu, nó nở ra để chúng ta để trung bình, có khi trưng vào buổi sáng và buổi và 24 giờ sau thì nó tàn đi. Chúng ta gọi là sớm nở tối tàn đó, thì nó dễ thấy. Thì đời sống của chúng ta, thưa quý vị, có một thứ mà nó làm cho chúng ta bị mờ mắt, đó là thời gian. Do chúng ta ở trong thai bào lâu nên chúng ta không có khả năng để nhớ đời trước giống như là những loại hóa sinh. Do có cuộc sống 100 năm, 70 năm, 60 năm, do đôi khi chúng ta thấy cuộc sống dài, mặc dù thực sự nó mới dài, cái dài ngắn nó chỉ là một ý niệm thôi, nhưng mà chúng ta không có dốc lòng tu tập bởi vì mình thấy rằng cuộc sống nó dài đằng đẵng, cuộc sống nó kéo dài. Thì cái yếu tố thời gian của giáo lý Duyên Khởi đó, nó lại là một cái đề tài mà có thể nói rằng phải tốn rất là nhiều giấy mực, tốn rất là nhiều thời lượng để chúng ta trình bày. Có một lần trước, cũng trong cái bài nói về giáo lý Duyên Khởi đó, chúng tôi nói rằng giáo lý Duyên Khởi có thể được trình bày qua hai cái khía cạnh về thời gian. Một đó, là khía cạnh là tam thế, tức là ba đời, tức là hành duyên cho thức, tức là cái đời quá khứ nói liền với hiện tại qua hành duyên cho thức, và hiện tại nói liền tương lai là hữu duyên cho sanh, dạ, tức là ba đời. Nhưng mà rồi cũng có thể trong Thắng Pháp cũng giải thích rằng giáo lý Duyên Khởi cũng có thể giải thích, cũng thể hiểu rằng nó sinh khởi trong một đời, thậm chí trong một chập tư tưởng. Như nãy giờ chúng ta nói tại đây thì giáo lý Duyên Khởi cũng có đề cập đến, mà lão tử ở đây không phải là sanh duyên lão tử, không phải là khởi đầu của kiếp sống, mà chúng ta nói là một cái thời của một sát đa, một thời của một chập tư tưởng ngắn. Nhưng mà rồi nếu chúng ta hiểu giáo lý Duyên Khởi theo ba đời đó, quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp tương lai đó, thì giữa cái gọi là xúc thọ ái thủ hữu thì thứ này nó nhanh lắm, nó nhanh hơn là một cái chớp mắt, nhanh hơn một cái móng tay. Bởi vì khi chúng ta tiếp xúc với cảnh, rồi từ xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái thủ, thủ duyên hữu, thì nó mau lắm. Thì cái thời gian nó làm cho chúng ta bối rối, thời gian làm chúng ta lẫn lộn, và thời gian làm cho chúng ta khó phân định
chúng sinh sống trong cuộc đời này, quý vị có thể gọi cho chúng ta đọc một vài câu chuyện như là Lưu Nguyện Lạc Thiên Thai, hay là trong kinh điển Phật giáo nói về một vị tiên nữ đi hái hoa trên cung trời Đao Lợi, rồi trong cái phút giây bất chợt lại chết đi, sanh xuống cõi người, rồi lại lấy chồng sanh con, rồi đi chùa làm phước, rồi sanh trở về cõi Đạo Lợi. Nhưng mà khi mà mất ở cung trời Đao Lợi là đang ở trên cây, ở trên cung, ở trên một cái lạc viên ở trên cung trời, ở trên cành cây đang hái hoa, rồi mất đi sanh xuống cõi người trong một thời gian, rồi lớn lên, rồi có chồng có con làm phước, rồi chết sanh về trở lại cõi trời, cũng ở trong cái nhánh cây đó và cũng tiếp tục hái hoa với một thoáng thôi. Dạ, với một thoáng thôi, nhưng mà cái thời gian mà ở cung trời và cái thời gian cõi người cũng tương tự như chúng ta nghe câu chuyện mà Lưu Nguyện Lạc Thiên Thai, hay là người ta có nói đến là cái yếu tố Albert Einstein nói rằng cái yếu tố của vận tốc, của vận tốc ánh sáng nhé, nếu chúng ta đi thật nhanh thì cái thời gian nó sẽ khác đi ở gần chúng ta đi chậm. Thì nói chung lại đó là thời gian nó là một ở trong những cái bản chất mình làm cho chúng ta gọi là vô minh, và gọi là vô minh. Có những loài vật sinh ra đời rồi già rồi chết chỉ trong một ngày, trong một tuần, có thể trong một năm, hai năm, như là con chó thì mười mấy năm, thì con người là 100 năm. Biết thế nào gọi là ngắn, biết thế nào gọi là dài. Cái dài và cái ngắn trong cái vô cùng vô tận của vũ trụ này, chúng ta nói đến những cái thiên hà mà cái tuổi thọ nó không phải là 2-3 nghìn tỷ, mà nó có thể là tới hàng trăm tỷ. Và bây giờ thì chúng ta cũng không biết là cái Big Bang nó ra đời lúc nào. Cái nhà khoa học Big Bang là nó ra đời, cái sự khởi đầu của vũ trụ là bắt đầu khoảng 4-5 tỷ năm gì đó. Nhưng thứ gì đó là lý thuyết thôi, ở trên thực tế không ai biết về chuyện đó, người ta chỉ tranh luận với nhau. Nhưng mà một cái vũ trụ khả kiến thì nó dài hơn là 4-5 tỷ năm ánh sáng, thì chúng ta nói sao bây giờ? Ở đây chúng ta phải nhìn nhận là cái yếu tố về thời gian đó nó làm cho chúng ta bừa bắt. Dạ. Mà ngay trong giới lý duyên khởi đã nói rằng thí dụ như từ xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái thủ, thủ duyên như đôi khi chỉ có một hệ móng tay thôi. Dạ. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn mặt một người mà mình thấy rất có cảm tình, rất có thiện cảm, thì chúng ta lại nói một câu rất là thân thiện. Thì từ cái nhìn cho đến câu nói thân thiện đó, nó chỉ một cái phản ứng gần như là ngay lập tức, tức thời. Nhưng mà rồi có những cái nghiệp mà từ đời này qua đời khác nó trổ quả, như trường hợp là chúng ta đọc ở trong kinh nói về một vị thiện nam bị giết quan, hay là ngày bởi giá biển bổ hút thông phân, thì đó là cái nghiệp quá khứ để lại. Thật ra cái chiêu kích của thời gian đó, chiêu kích thời gian nó là một cái gì đó mà nó là thật mà nó cũng là ảo. Và chiêu kích thời gian làm cho chúng ta nhận ra cái yếu tính của vô minh. Chúng ta không thực sự rõ và không sự thật sự nắm lấy. Thật ra cái quả của nghiệp nó cũng rất là mơ hồ và trên phương diện cái yếu tố của thời gian. Và quý vị, ngoài cái yếu tố thời gian á, thì chúng ta nói về yếu tố của lưỡng cực. Lưỡng cực ở đây tức là vui, khổ, thiện, ác, giống như quả lắc cái đồng hồ. Dạ. Về cái này đó thì nó cũng tạo nên một cái chi phối lớn do cái quả của nghiệp. Ví dụ như là chúng ta nói về cảm thọ, có thọ khổ, có thọ lạc, rồi có thừa ưu, thừa hỷ, rồi có thừa xả. Nhưng mà nhiều lần chúng ta nói rằng cuộc sống nó giống như cái quả lắc vậy đó. Dạ, nó giống quả lắc đồng hồ. Nó không bao giờ mà nó đánh bên này rồi nó trả về ở giữa, nhưng mà nó đánh bên này thì nó lại qua bên kia. Thì chúng ta sống ở trong đời này đó, cái tính chất mà lưỡng cực của cuộc sống, như là cái vui, cái khổ, tự nó hành chúng ta, tự nó đầy chúng ta rất là nhiều. Và khi mà Đức Phật Ngài dạy là đừng chấp tiếng chung, đừng chấp tiếng riêng đó. Vì Ngài đã nhắn nhủ chúng ta một điều rất là rõ ràng rằng chúng ta rất dễ bị chi phối bởi cảnh. Dễ lắm. Câu chuyện mà quý vị nghe Đặng Quỳnh
và cho chú Trịnh ăn cơm đạm bạc, dạ, ăn cơm đạm bạc tức là dưa cà với rau luộc chấm tương, mà ăn rất là ngon tại vì nó khác với trong hoàng cung. Thì chúng ta thấy rằng sự tương phản của cái gọi là, cái gọi là gì, cái gọi là cái sự tương phản giữa vui khổ, giữa cái thích và cái không thích, và đôi khi nó rất là khó nói. Có một vài lần chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện đó là chúng tôi sinh hoạt trong rừng Phật pháp Buddha-gama này được 22 năm. Yeah. Mà trong thời gian đó chúng tôi đã trải qua nhiều cái giai đoạn, những giai đoạn mà sinh hoạt rất là khó khăn. Thời gian đầu mà muốn vào trong cao tốc mà chúng tôi đang đi ở bên ngoài có khi phải lái xe cả hàng trăm cây số để chạy về tới chùa, rồi mở computer lên. Và lúc bây giờ internet lúc đó tương đối chậm, thưa quý vị, internet lúc đó là chưa có 3G nữa, và phải mở máy lên rồi có đôi khi nói chuyện nó rất biết chúng tôi. Rồi những cái người điều khiển họ phải gọi điện thoại cho chúng tôi, ví dụ như là ngày xưa có một người hữu, bây giờ có nhiều người không biết là Rông Tình hay là Christine, rồi gọi điện thoại cho chúng tôi, rồi chúng tôi nói qua điện thoại rồi truyền trở lại qua cái net của họ. Mà gọi điện thoại như vậy cũng tốn tiền chứ phải miễn phí như vậy. Khi mà nó chuyển qua một cái giai đoạn khác ấy, thì chúng ta có thể làm phone talk qua qua cái phone giống như dùng cái iPhone. Dạ. Dạ quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Dạ. Hello. Cô Hiếu có chuyện gấp không? Tôi đang ở trong phone talk á, khoảng chừng 15 phút nữa tôi gọi lại cho cô Hiếu nha. Dạ, cô Hiếu có nghe được không? Tôi đang ở trong phone talk á, khoảng 15 phút nữa tôi gọi lại cho cô Hiếu. Dạ. Dạ. Dạ được cô, dạ được. Dạ, 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 dạ. Chúng tôi có hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, quý Phật tử có nghe chúng tôi. Dạ vâng. Thế quý vị, từ cái giai đoạn mà không sinh hoạt được trong phao thoát bằng điện thoại qua tới điện thoại, đó là một bước lớn. Rồi bây giờ chẳng những qua điện thoại mình, chúng tôi có thể vô phao thoát trên máy bay nữa. Chỉ có điều là trên máy bay á, bay giữa Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, chúng tôi có thể nói cho quý vị nghe. Nhưng mà chúng tôi nói là ồn chung quanh, thành ra thường là chúng tôi chỉ vào và text message để gửi các câu thảo luận mà nghe thôi, chứ mình nói sự là gì. Thì quý vị thấy như vậy là hỏi là lúc nào vui, lúc nào khổ, rất khó nói, thưa quý vị. Giờ rất là khó nói. Bởi vì nếu mà so với lúc trước thì bây giờ là tốt hơn, nhưng mà so với thời gian sau này á, thì bây giờ nó cũng chưa có hoàn hảo. Cũng giống như là ngày xưa chúng ta sống ở Việt Nam, thời mà từ 75 tới 85 thì khổ quá, rồi thời bao cấp á, rồi khi mà được nới lỏng ra thì mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm ơn nhà nước. Rồi từ cái chỗ mà nới lên chút xíu, rồi bây giờ họ cho mọi người làm ăn, không còn đánh tư sản mài bản nữa, là cảm ơn nhà nước. Nhưng mình không biết cái chuyện cảm ơn nó có phải là nên biết ơn hay là nên giận là họ đã giam cầm mình một thời gian mấy chục năm như vậy mà không cho mình làm ăn, mà không biết được. Thật ra cái chuyện mà gọi là vui khổ chúng ta đó, nó cũng là một cái bối cảnh làm cho chúng ta gọi là vô minh. Và vô minh, bình thường mình ăn đồ trong cung, trong hoàng cung sơ hào hải vị, bây giờ ăn dưa cà với rau luộc chấm tương thì thấy nó ngon, tại vì nó có sự tương phản. Và cái tương phản giữa cái này cái kia đó thì nó tạo nên một cái bản chất của vô minh, là chúng ta tuy rằng sống trong hoàn cảnh đó nhưng mà chúng ta không thực sự đủ hiểu, đủ đánh giá cái hoàn cảnh đó như thế nào. Năm 80 chúng tôi nhớ bên Mỹ đó, mà những cái bàn ghế người ta băng quanh ra ngoài đường đó, mà mình đem tới việc hạnh phúc quá trời, nước Mỹ giàu quá, bàn ghế còn nguyên mà họ đem quăng ra đường, rồi họ mình muốn lượm mình cho lượm cái bề xài giường nệm cố về. Bây giờ những người Việt Nam qua mà cho xài những thứ đó họ giận lắm, tại vì đồ cũ không ai muốn xài, phải xài đồ mới mà đồ tốt kìa. Thì quý vị thấy cái cuộc sống nó có một cái sự mà chúng ta gọi là đối đãi ở đây, tức là một cái sự cân phân, một cái tương đối. Dạ, tương đối. Nó đẹp trong trường hợp như vậy là đẹp, nhưng mà cũng cái đó trong trường hợp khác đó là xấu. Thì ở đây nó cũng là một
một cái vấn đề mà quả nó dẫn đến phiền não, dẫn đến vô minh. Và khi mà nói đến cái quả của duyên khởi đó, thì nó lại đi vào một cái hệ luận mà chúng ta gọi là nó làm vượt khỏi cái ý chí phiền não và ý chí hành động phiền não và tạo tác của nghiệp đó. Thì chúng ta có đôi khi có thể can dự vào rất nhiều, nhưng mà riêng về cái quả của nghiệp khi mà nó trở thành quả rồi, nhiều khi là chúng ta hoàn toàn bất lực. Ví dụ trong Thánh Pháp nói rằng một người sinh ra mà cái tâm tục sinh là tâm dị nhân thì người đó không thể đặt thiền và đặt đầu quả được, thì không sửa được, ngay cả Đức Phật cũng sửa được. Không thể nào mà một người mà người khổ như là chúng sanh là bàn sanh hay là trong địa ngục, và Đức Phật Ngài do cái năng lực của vị Phật mà Ngài có thể khiến chúng sanh đó giác ngộ được, tại vì chúng sanh đó lại là một chúng sanh dị nhân. Hay hoặc giả là chúng ta nói rằng sanh duyên cho lão tử, và sanh thì trong cái sự sanh ra đó thì chúng ta sanh làm người, sanh làm con vật, sanh làm chư thiên, thì ngay trong cái giờ phút chúng ta sanh ra nó đã có một cái quyết định tính là cái chủng loại đó nó phải sống bao lâu đó. Và ví dụ như chư thiên ở cõi trời Đao Lợi thì không thể nào mà sanh lập chủng loại đó mà sống như Phạm Thiên được. Hay là chúng ta nói bây giờ sanh ra làm loài chó thì không thể nào sống 100 năm được, từ đó nhiều lắm là sống 17, 18, 19, 20 năm thôi chứ thể sống lâu được. Thì cái sanh duyên lão tử ở đó nó có đi theo một cái luật, chúng ta nói luật tự nhiên. Hay là danh sắc duyên cho lục nhập, mình sanh ra một loại chúng sanh đó thì giác thính, giác khứu, giác vị, giác xúc, giác, nó là như vậy. Tới lúc đó thì nó vượt tầm của ý chí. Cái quả đó nó là một cái gì rất là khó hiểu. Dạ, rất là khó hiểu. Như nếu chúng ta nói về cái chiều kích của thời gian, nó có thể trong đời trước qua đời này qua đời sau, hay là chỉ trong một khoảnh khắc, một sát na, như là xúc duyên cỏ thọ duyên ái dụng thủ thủ duyên hưởng trong một sát na thôi. Hay hoặc giả là chúng ta nói đến cái giá trị, và giá trị là vui khổ, giá trị là được mất, được bị vân vân, thì những giá trị đó nó cũng mang tính tương đối, thành ra cái khái niệm đó là một việc rất là khó. Bởi vì có một lần Đức Phật Ngài dạy Tôn giả Ananda là giáo lý duyên khởi giống như một cái tổ kén bị rối. Cái gì biết rằng một cái nguồn chỉ mà lâu lâu mình để mà nó rối, mình gỡ ra nó mệt lắm. Ở chùa chúng tôi thỉnh thoảng có Phật tử họ trang trí trên bàn Phật mà có chỉ ngũ sắc, có một cái gì dòng dài mà khi nó rối có nhiều để cắt bỏ thôi. Tháo thấy nó như vậy chứ nó khó mở ra thường thì, mà cái rối của một nguồn chỉ có ít hơn là cái rối của giáo lý duyên khởi. Rằng đây là một điểm mà chúng ta đặc biệt phải chú ý. Không có thì giờ nhiều, và chúng tôi cũng đang bận nữa, nên chi chúng tôi nói nhanh về cái hai cái căn cội của vô minh và ái dục. Đối với Đức Phật thì gọi là căn cội, tại vì có cái lực đằng sau, cái lực đằng sau ý chí của tạo tác. Là do mình không biết, do cái không biết, do cái không hiểu rõ, và do cái ưa thích của mình. Ưa thích là ái, và cái không biết là vô minh, nên nó lại là một căn phía sau. Và khi mình tu tập một hành nhân, tu tập mình nếu tuệ giác sanh khởi, thì cái tuệ giác đủ mạnh đó là nhiều phút tuệ giác có thể xóa đi vô minh, giống như ánh sáng xua đi bóng tối. Hay là dù thấy nhất thời đi nữa thì nó cũng giảm thiểu đi. Ở trong kinh thí dụ như là mình thấy niết bàn tương tự như một người đi trong đêm đen mà không biết mình đang ở đâu, đi đâu, về đâu. Nhưng mà khi mà ánh chớp hiện lên thì mình thấy rằng ở xa xa có căn nhà, biết rằng mình đang ở trên cánh đồng. Cái biết rất là quan trọng. Thật ra chúng ta như một người đi trong đêm đen, không biết mình đi đâu, về đâu. Và ái là cái mà mình thích, và cái mà mình thích không nhất thiết là cái đó đúng hay sai. Ví dụ như mình là một con gà, là con heo, người ta cho mình ăn những món ăn mình thích ăn thật nhiều, nhưng mà mình đâu có biết là mình ăn như vậy để mình mau lớn, để mọc rồi người ta lọc thịt hay họ giết đi, mình không biết. Và lúc đó mình chỉ biết là mình thích một đồ ăn đó thôi, rồi mình ăn. Thì cái hệ lụy của ái đó là
chúng ta không thực sự biết rõ cái gì khác hơn ngoài chuyện mình thích kia đó. À, mình thích thì mình chọn đó. Nói xin lỗi nghe cái chuyện kỳ như là quý Phật tử thấy trong cuộc đời chúng ta, những người sống bình thường chọn một người bạn đời, thì gặp người đó thì mình thương, gặp người đó mình thương và mình mong rằng mình sẽ ăn đời ở kiếp với người đó. Nhưng mà mình đâu có biết là sau đó là một cái quãng đời dài, bao nhiêu cái hiện nó không phải đẹp, nó không phải vui, nó không phải hạnh phúc như ban đầu. Nhưng mà ở ban đầu bất thích quá muốn và dở sống dở chết muốn sao để lấy cho được đó. Nhưng mà sau đó không phải vậy. Thì cái vô minh và ái đó là hai cái căn cội rất là khó để hiểu, để thấy, để nhận ra trong cái giờ hiện tại. Thì thưa quý vị, chúng tôi theo lời của Hòa Thượng Tuệ Siêu đó, có một vài điều để xin tiếp theo lời của Ngài. Rất tiếc là hôm nay Hòa Thượng không có khỏe. Hòa Thượng không khỏe. Nên Hòa Thượng không có giảng hai phần sau. Thì chúng tôi tiếp lời Hòa Thượng như vậy. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sự hoạt hôm nay của trường Phật Pháp Buddha Dharma. Ngày mai này thứ thì chúng ta có môn Phật Pháp cơ bản và chúng tôi là giảng sư đảm trách. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Dạ sư tử lên tay chúng con thành kính tri ân và thường chấp nhận. Sư tử lên tay. Con mới tại bên nhà, xin thay mặt đầy chúng rơm. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mời lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hành lành, thành tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Sabbadevata sabbuta lupa venasoti hontu nirontarang hontu sabbantu mangalang dalang.
Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.